nguy hiểm. Như vậy là tỷ số đã được nâng lên cho các cầu thủ UAE Indonesia. Một cú đánh đầu và thủ thành Kodafas đã phải với nhận bóng lần thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay. Niềm vui của các cầu thủ UAE Indonesia, Osvan Dohay là người đã mang về bàn thắng thứ hai. Lúc thì đã có một